Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 20 tháng 7, ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đến thăm, tặng quà tại các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Phú Tân. Đoàn đến thăm, tặng quà, tri ân các gia đình Thương binh 3/4 Lê Văn Ngót, khóm 8, thị trấn Cái Đôi Dàm, bà Nguyễn Thị Ích, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học, ấp Thứ Dễ B, xã Tân Hưng Tây, Thương binh 4/4 Phan Thị Thanh Xuân, ấp Chà Là, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân. Đây là những gia đình chính sách tiêu biểu có bề dày truyền thống cách mạng, vượt qua những khó khăn, thương tật, di chứng chất độc hóa học, phát huy tinh thần phấn đấu vươn lên. Chia sẻ với các gia đình người có công, thương binh, thân nhân liệt sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt ghi nhận công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã hy sinh một phần thân thể, mang những di chứng chiến tranh lâu dài, không tiếc máu xương để góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Cà Mau luôn tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn với truyền thống và tinh thần cách mạng, các gia đình chính sách, người có công sẽ tiếp tục góp phần giáo dục con cháu và thế hệ trẻ, phát huy tinh thần bất khuất, cần cù, quyết tâm phát triển kinh tế, vươn lên khá giàu, góp sức xây dựng quê hương. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, đoàn thể tại các địa phương cần quan tâm hơn đến gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh, luôn giữ gìn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.